Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình một mảnh vườn sầu riêng nằm tại ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cạnh nhà mình ha. Và cái vườn sầu riêng có 79,10 mét mặt tiền này, có tổng diện tích là 28.000 m2 nhé cả nhà, hay mình còn gọi là 2,8 hecta ấy cả nhà mình. Dạ, cái mảnh vườn sầu riêng mà em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình là trong đó gồm có 1.000 gốc dừa lửa, vợ cộng cộng với dừa dứa, và có 200 cây sầu riêng đã được trồng 4 năm. Và ngoài những cái cây em giới thiệu ra sẽ còn mít, xoài và bưởi và một số cây khác ha. Với giá bán là 4 tỷ 900 triệu có thương lượng nhé quý cô bác anh chị mình. Dạ, cái mảnh vườn mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình á thì cách đường DT759B hay còn gọi là trung tâm của xã Thanh Hòa mình chỉ rơi vào đúng bán kính là 2 km thôi ha. Thì trước tiên em sẽ xin phép giới thiệu về cái mặt tiền là 79,10 mét này cho quý cô bác anh chị mình tham khảo ha. Đây là em đang đứng trước cái cửa để đi vào cái mảnh vườn với tổng diện tích là 28.000 m2 này cả nhà. Ở đây là cái cửa ha. Còn dọc đây là rộng diện tích của mình. Còn cái mặt tiền đường này là ngay cái mặt tiền đường nhựa lớn này là gồm 79,10 mét. Bây giờ em sẽ đi dọc cái mặt tiền này, em giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem. Và tí nữa em sẽ đi vào trong cái vườn sầu riêng, kèm dừa và một vài cây ăn trái khác em sẽ giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình tham khảo ha. Dạ thì cũng như ban đầu em giới thiệu, quý cô bác anh chị mình mà ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 nhé cả nhà. Đây là số điện thoại và cũng là số Zalo của em. Cả nhà có thể kết bạn để mình giao lưu về giá cả và sổ sách để cho đáp ứng được các cái nhu cầu của quý cô bác anh chị mình luôn ha. Còn trước cái mặt của mình là vườn cao su cũng là của tư nhân luôn. Còn đường này là đồng thời chạy ra đường cổng chào thôn 1 của ngay cái đường DT lớn là chỉ rơi vào bán kính là 2 km. Đường này cũng là đường thông suốt luôn nha cả nhà mình. Trước tiên em sẽ đi cái mặt tiền cho cả nhà mình xem nha. Đây là đường nhựa 6 mét nhé cả nhà mình. Đó, và đường này là xe lớn, xe nhỏ đi vào được hết luôn ha. Còn ở ngoài cái mặt tiền của mình sẽ nhìn vào được trong cái vườn của mình nó sẽ bao quát như thế này cả nhà. Khu vực bên này là sẽ trồng dừa, còn ở khu vực bên kia là sẽ trồng sầu riêng. Tí nữa em sẽ đi vào từng khu vực em giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Ở cái con đường này là dân cư ở san sát nhé cả nhà mình. Đường là đường liên thôn liên xã ha. Em sắp đi tới là còn rất nhiều khu gia đình và hộ dân nữa. Đường này là khu xung quanh là ai cũng trồng trái cây không à. Nếu mà ở ngoài mình nhìn vào thì bao quát được hết á, thì rất chỉ là thông thoáng và sạch sẽ và đẹp luôn. Có một người lúc nào cũng ở trên cái mảnh vườn này để chăm sóc và phát dọn nha. Dạ, em đang đứng cách cái chỗ vườn tràm đó nha cả nhà. Lại tới cái chỗ tràm đó là hết ranh giới đất của mình ha. Bây giờ em sẽ đi vào trong, em quay trong cái vườn sầu riêng cho quý cô bác anh chị mình xem ha. Dạ đây quý cô bác anh chị mình ha. Bây giờ em sẽ đi vào trong cái mảnh vườn và vào trong thực tế cái miếng đất của mình để em quay cho cả nhà mình xem luôn ha. Đây là cái vườn sầu riêng đã được 4 năm tuổi nhé cả nhà mình ha. Dạ sang năm là có quả. Chú ơi, ở đây có bao nhiêu cái giếng chú? Có cái giếng nào? Ý là mình tưới bằng toàn bộ bằng cái hố múc này đúng không? Đúng rồi. Dạ. Điện là có kéo vào tới nơi rồi phải không chú? Đây nè, điện chính thức luôn. À, điện chính thức luôn ạ. Dạ. Chú còn nói chỗ là đừng kêu bằng chú nó già đi. À, dạ. Đây bây giờ là tại vì mình sẽ đi vào trong vườn sầu riêng mình quay cho cả nhà mình tham khảo ha. Vườn mà vườn mít. Dạ.
Ở trên đất mình có sầu riêng, mít, dừa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đây là người chính thức coi vườn. Dạ. Tại đây anh là người chính thức coi vườn. Nói chung là cái vườn được như thế này là nhờ công sức của anh hết luôn nè. Vườn đang phát cỏ. Dạ. Đó, anh là người ở đây trông coi á. Có nghĩa là anh nắm hết được tình hình của cái miếng đất này luôn. Chủ gửi anh trông coi luôn. Nên là rất là rõ ràng luôn cả nhà mình ha. Còn mình đang đi vào cái vườn sầu riêng để quay và giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình cùng xem nè. Sầu riêng là cực kỳ tốt luôn cả nhà. Sang năm là bắt đầu thu được trái rồi. Anh vừa nói á. Dạ thì cũng như ban đầu mình giới thiệu với quý cô bác anh chị mình là cái vườn sầu riêng của mình nằm tại ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nhé cả nhà mình ha. Thì trên đất của mình á, là sẽ có 1.000 gốc dừa lửa và dừa dứa, có 200 gốc cây sầu riêng 4 năm ha. Còn gồm lại là có bưởi da xanh, mít, xoài là những cái cây là phụ họa ha. Đó. Dạ thì bây giờ mình sẽ, em đang đứng ở đây quay, còn lúc nãy em hỏi nước tưới á, thì là nước tưới là chủ yếu bằng các cái hồ này ha cả nhà mình ha. Đó là để cung cấp cho cái vườn cây ăn trái này. Là có nghĩa cứ một luồng là có một hố múc rồi. Nên là nước sẽ bảo đảm đủ nước tưới quanh năm cho mình luôn. Đây em sẽ đứng em quay một vòng cho cả nhà mình tham khảo nha. Em quay lúc này là sẽ vào 2 giờ chiều. Nên là cái ánh nắng và các cái gọi là về cái diện tích màu á, thì nó sẽ bị hơi bị bạc một xíu ha. Mình mà quay vào cỡ 4-5 giờ chiều thì nó sẽ đẹp hơn. Và đất này là đất đen nhé cả nhà, đất đen có sỏi cơm nha. Ở đây thì cũng có một vài cây sầu riêng là phải trồng rậm á cả nhà mình. Có nghĩa chết đi là chủ nhà trồng rậm xuống. Thế để mà thực tế là nó sẽ được cao to như cây sầu riêng như thế này. Cái mảnh vườn sầu riêng mà em giới thiệu với quý cô bác anh chị mình á, nếu mà mình đi từ thành phố mà đi lên trên cái mảnh vườn sầu riêng em giới thiệu thì sẽ rơi vào chỉ mà ở đây là ở dưới Thanh Hòa thì các thứ nó sẽ gần hơn ha, chỉ rơi vào 150 km thôi nhé cả nhà mình. Còn nếu mà ở Bình Dương chạy lên là rơi vào 100 km thôi ha. Từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long, Lộc Ninh mình chạy theo quốc lộ 13 là sẽ tới trung tâm Thanh Hòa, và từ trung tâm Thanh Hòa thì đi vào ấp 2 là tới cái miếng đất của mình nằm tại địa chỉ này rồi ha. Và cách cái trung tâm và cái đường DT lớn nó chỉ có rơi vào bán kính là 2 km thôi cả nhà. Và em xin nhắc lại cái giá bán của vườn này là 4 tỷ 900 triệu có thương lượng ha. Cái này quý cô bác anh chị mì ai mà thiện chí em sẽ cho gặp trực tiếp chủ luôn để mình có thể hỏi về sổ sách và giá cả luôn. Và có một vấn đề em xin lưu ý là cái vườn của mình là đang là đất trồng lúa nhé cả nhà. Nhưng mà quy hoạch là có thể lên được cây lâu năm và phun thổ cư luôn ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ là đang đất trồng lúa, em cũng xin lưu ý như vậy luôn ha. Để em sẽ không làm mất thời gian của quý cô bác anh chị mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tham quan cái vườn này nha. Dọc cái đường mương này của mình là được trồng bằng dừa hết và cũng bằng đường mương múc luôn cả nhà. Đó. Dừa là trồng xung quanh cái dãy mương của mình. Đó. Còn bây giờ là em đang đi về phía sau của cái nơi mà trồng mít. Đây ha. Trồng mít thì nó sẽ nhìn không có được xanh và mướt mắt như sầu riêng. Bây giờ em sẽ quay sơ lược cho cả nhà mình quan sát nha. Để em đi sang bên cái phần trồng dừa cho cả nhà mình xem. Dạ đây quý cô bác anh chị mình ha. Thì lúc nãy là em đang đứng ở bên khu vực của cây sầu riêng và mít Thái. Bây giờ em đã đi sang bên khu vực là có 1.000 gốc dừa để em giới thiệu cho cả quý cô bác anh chị mình xem á.
Và ở đây được anh ở trong vườn anh giới thiệu cho có cả cây vú sữa hoàng kim nữa nha cả nhà mình ha. Thì bây giờ em sẽ quay tổng cái diện tích 1.000 gốc dừa cho quý cô bác anh chị mình xem. Là trong đó có gồm dừa rứa và dừa lửa nhé cả nhà mình ha. Và mình sẽ lại tham quan những cây vú sữa hoàng kim luôn để mình biết ha. Chứ là em bây giờ em mới được biết này. Bây giờ quay ngay chỗ cái tay tôi được hái nè. Đâu anh? Quay ở cái tay tôi được hái nè. Dạ. Vú sữa hoàng kim nè. Đây cái ạ. Này chưa chín đâu vẫn ăn được nè. Dạ. Đó, bây giờ vặt nè. Dạ, rồi. Bây giờ. Đó là quả vú sữa hoàng kim nha cả nhà. Đấy. Rồi em cảm ơn. Đây là cũng là nó luôn nè. Là... Đây cả nhà mình ha. Bây giờ em sẽ đi vòng cho cả nhà mình quan sát cái diện tích vườn dừa này luôn. Cái bờ ranh xung quanh đây của mình là được rào lưới B40 hết rồi nha cả nhà mình. Là ranh giới rất rõ ràng luôn. Dạ đây cả nhà, đây là tổng cái diện tích cái vườn dừa em muốn giới thiệu với cả nhà mình ha. Thì nãy giờ em cũng xin phép là đi đầu đuôi của cái mảnh vườn là gồm có 28.000m² á cả nhà mình. Nằm tại ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước mình ha. Mặt tiền là gồm 79m10 ha, với giá bán là 4 tỷ 9 có thương lượng nhé cả nhà. Thì mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393717 ha. Thì em cũng nãy giờ em cũng quay đầu đuôi cái mặt tiền, đường đi và tổng cái diện tích mảnh vườn em muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị mình. Đến đây thì em xin phép tạm dừng video tại đây ha. Mọi thông tin chi tiết cả nhà mình xin liên hệ với em. Dạ rồi. Dạ rồi ạ. Dạ ý là anh lại nói là dừa đang ra trái rồi nha cả nhà mình. Dạ đến đây thì em xin phép tạm dừng video ha. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong những video tiếp theo. Dạ em xin phép tạm dừng.